Ngày 21 tháng 5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Bạc Liêu vừa có báo cáo về trường hợp người mua bán tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với COVID-19 có nguy cơ lây lan cộng đồng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 19 tháng 5, một người đang điều trị tại khoa nhiễm bệnh viện Bạc Liêu cung cấp hình chụp một người ngoài khu cách ly trực tiếp bán hàng cho bệnh nhân đang điều trị tại đây. Sau đó, hình ảnh trên được gửi cho điều dưỡng và ban giám đốc bệnh viện. Ngay lập tức, lãnh đạo bệnh viện thông báo đến công an thành phố Bạc Liêu đề nghị đơn vị này truy tìm tung tích người bán hàng cho bệnh nhân Trung Ảnh. Qua xác minh, chiều ngày 16 tháng 5, anh V, 32 tuổi, tạm trú tại khóm 5, phường 3, thành phố Bạc Liêu, là người bán hàng rong tại bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Theo đó, trong lúc anh V đi từ nhà ngang bệnh viện, thì bệnh nhân đang điều trị COVID-19 là anh T, 33 tuổi, ngụ Hải Dương, đứng phía trong khu cách ly gọi anh V bán một ly trà đường. Lúc này anh V lại gần và đứng phía ngoài khu cách ly để bán cho khách ly trà đường theo yêu cầu. Cả hai đều mang khẩu trang. Sau khi mua nước, anh T tiếp tục nhờ anh V mua giúp một gói thuốc hút. Lúc này anh V đã đến tiệm của bà M để mua thuốc hút và mang lại giao cho bệnh nhân T. Tiếp đó anh này lại nhờ anh V mua thêm 4 gói thuốc. Song lúc này anh V không trực tiếp đi mua mà về nhà kêu con là em Y, 9 tuổi, đạp xe ra nhà bà M mua. Sau khi con mang thuốc về, V mang đến giao cho khách và trở về nhà. Khi có kết quả xác minh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố đã chỉ đạo ngành chức năng đưa gia đình anh V, hai vợ chồng và một người con vào khu cách ly tập trung. Sau cuộc họp, Ban chỉ đạo nhận định đây là tình huống phức tạp, có thể lây lan trong cộng đồng, nên đề xuất Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh xem xét đưa ông H, 50 tuổi, ngụ phố 5, phường 3, thành phố Bạc Liêu, vào khu cách ly tập trung để lấy mẫu xét nghiệm vì ông này nhậu cùng anh V vào tối ngày 19 tháng 5. Được biết, anh V sau khi tiếp xúc với ca dương tính đã tiếp tục bán hàng rong trong bệnh viện hơn 2 ngày cho đến khi vào khu cách ly tập trung, nên Ban chỉ đạo thành phố đề nghị lãnh đạo bệnh viện xác minh anh V đã tiếp xúc với những ai trong bệnh viện, các phòng, các khoa để xử lý tình huống kịp thời nếu anh V dương tính, đồng thời lập hàng rào phía sau khu cách ly để tránh xảy ra tình trạng tương tự.